Tiếp tục với chủ đề phân phối của Poisson, thì trong cái tiết học này thì nói về sự khác biệt giữa phân phối nhị thức của Bernoulli và phân phối của Poisson. Nó giúp cho em hiểu rõ hơn, hiểu sâu sắc hơn về phân phối Poisson nhé. Ở những tiết học trước chúng ta đã biết như thế này này. Phân phối nhị thức hay mang tên nhà khoa học Bernoulli, ta còn gọi là phân phối Bernoulli nhé. À, phân phối nhị thức là khi chúng ta tiến hành N cái thử nghiệm độc lập, tức là kết quả của các lần thử nghiệm là không ảnh hưởng lẫn nhau. Và ở mỗi lần thử nghiệm thì có hai một trong hai kịch bản sẽ xảy ra, hoặc là xảy ra một cái biến cố A nào đó với xác suất P, hoặc là xảy ra cái biến cố đối lập với A. Khi đó biến cố đối lập với A sẽ là có xác suất là 1 trừ P, đúng không? N thử nghiệm thì viết tắt thôi, độc lập. Đấy, thì có hai khả năng mỗi lần thử nghiệm sẽ xảy ra biến cố A với xác suất là P, và đối lập với A, biến cố đối lập với biến cố A, thì hiển nhiên hai biến cố đối lập với nhau thì có xác suất bằng tổng xác suất bằng 100%, phải không? Thì A là P thì đối lập với nó là 1 trừ P. Một số tác giả họ ghi là Q thì thế thôi. Cái này là P thì cái kia là 1 trừ P. Chứ chứ cái này là P, cái kia này là Q, xong 1 cộng với P cộng Q bằng 1, nó lằng ngoằng nhiều cái ký hiệu quá thì thầy cũng khá mất đi. Ví dụ cái này là 30% thì cái kia là sẽ là gì, 70%, kiểu như vậy. Ok, thì công thức của Bernoulli là xác suất để trong n lần làm thử nghiệm có k lần xảy ra biến cố A, ta ký hiệu là pk, hay còn ký hiệu là px bằng k. Đấy, biến ngẫu nhiên người ta hay đặt tên đó là x, biến số hay đặt tên là x, trên mới có cái chuyện là px bằng k, là bằng tổ hợp chập k của n nhân với p mũ k nhân với mở ngoặc 1 trừ p mũ n trừ k. Chuyện này biết rồi, đúng không? Sau đó ở cái tiết học trước chúng ta cũng đã biết là cái này sẽ xấp xỉ với nguy mũ k chia cho k dai thừa nhân với e mũ, đây là mũ k nhé, chia k dai thừa nhân với e mũ trừ nguy. Trong đó nguy nó là cái gì? À, nguy nó chính bằng giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhị thức. Kỳ vọng nghe nó có vẻ cao siêu, nhưng mà nó chỉ, bản chất nó chính là gì? Giá trị trung bình của biến ngẫu nhị thức, đúng nào? Đấy, đây là công thức của Bernoulli và đây là công thức của Poisson, và hai cái này xấp xỉ với nhau. Và chúng ta cũng được học như thế này nữa này, là chúng ta sẽ sử dụng công thức Poisson, công thức của Poisson trong các trường hợp như thế này. Một là số lần thực nghiệm n lớn, thứ hai là xác suất p nhỏ, thứ ba là gì nhỉ, là giá trị kỳ vọng nguy bằng n nhân p không đổi. Đấy, chúng ta được dạy như vậy. Mở các giáo trình ra chúng ta được dạy như thế này, đến các lớp học, đến các giảng đường chúng ta được dạy như thế này. Nếu như số lần thực nghiệm lớn, nếu như xác suất b là xác suất xảy ra biến cố a, nếu mà p đủ nhỏ, và thông thường theo kinh nghiệm nói với chúng ta là nó nhỏ hơn cỡ khoảng 10%, và nguy bằng n nhân b, giá trị kỳ vọng hay là giá trị trung bình cộng ấy không đổi, thì thay vì sử dụng công thức của Bernoulli, chúng ta chuyển sang sử dụng công thức của Poisson. Nhưng mà vấn đề đặt ra là tại sao lại vậy? Tại sao lại vậy? Nếu như không trả lời được câu hỏi tại sao và chúng ta chỉ máy móc, chúng ta làm bài tập, tức là chúng ta chỉ tuân thủ đúng cái quy tắc là nếu nhận diện là nếu n lớn, nếu b nhỏ, nếu đi thì là một con số người ta cho sẵn và nó là con số không đổi, thì chúng ta sử dụng công thức này. Thế là chúng ta học thuộc cái điều đó, học thuộc cái quy tắc đó, học thuộc cái công thức này, và chúng ta áp dụng vào làm bài tập. Làm bài tập rất tốt, được điểm rất cao. Và ngay kể cả các em, những người đang học ở cái trường đại học hàng đầu của Mỹ, thì cái việc đó nó cũng không thực sự có ý nghĩa. Được điểm A hay điểm 100%,
nó không thực sự có ý nghĩa. Tại vì cái giá trị về mặt tri thức, cái giá trị về mặt trí tuệ nó vẫn không nhiều. Vì chúng ta vẫn đang làm cái việc mà chúng ta không hiểu tại sao ta lại làm thế, phải không? Nhá. Đấy. Đây, thầy phân tích cho cái câu hỏi tại sao nó lại như thế này. Khi mà chuyển từ công thức của Bernoulli sang công thức của Poisson, thứ nhất em nhìn thấy này, có cái ký hiệu xấp xỉ. Thì cái ký hiệu xấp xỉ này nó sẽ dẫn đến hiểu nhầm. Hiểu nhầm. Cái hiểu nhầm thứ nhất là cái công thức nhận thức của Bernoulli khó tính toán. Có khó tính toán thì phải tính xấp xỉ chứ. Có đúng không? Cứ nghĩ rằng là nó khó tính. Khó tính toán. Không phải. Phân phối nhận thức của chúng ta thế nào? Thứ nhất là rất dễ hiểu. Kiến thức của nó có gì cao siêu đâu. Thứ hai là tính toán cũng dễ thôi mà. Cái chuyện N nó lớn, 5-700 hay vài nghìn, thì các máy tính nó hỗ trợ chúng ta tính toán chứ đâu có ai bắt chúng ta tính tay đâu. Những cái tính toán này đâu có gì khó đâu. Công thức cũng rất dễ nhớ. Vì nó được phát triển lên từ cái mà chúng ta đã biết đấy, mấy cái tổ hợp các thứ này này nó phát triển lên từ cái hồi mà chúng ta học phổ thông. Phân phối nhận thức không có gì khó cả. Và thậm chí là nhìn vào công thức này ấy, nếu mà thay vào số để tính toán chúng ta còn thấy nó dễ chịu hơn so với công thức của Poisson nữa là đằng khác ấy chứ. Đúng không? Rất dễ chúng ta hiểu nhầm, cứ nghĩ rằng là xấp xỉ là bởi vì cái này nó thay thế cho cái này, cái Poisson nó thay thế cho cái Bernoulli vì cái Bernoulli nó khó tính, khó tính toán. Không phải vậy. Bernoulli còn dễ tính toán hơn so với Poisson ấy chứ. Đúng không? Đấy, em đặt bài tập em thay số vào đây. Vì có giá trị nào đó, e mũ bao nhiêu đó tính toán. Còn khó chịu hơn đấy chứ. Đúng không? Mà thiết lập công thức của nhị thức này dễ này. Nếu quên thì mình thiết lập lại khá dễ này. Trong khi đó thiết lập lại công thức của Poisson khó chứ. Vậy thì Poisson khó cái ích gì? Và Poisson có ý nghĩa gì? Nhá, đây, dễ dẫn đến nguy cơ phán đoán hiểu nhầm như thế này. Thế thì nhìn vào công thức chúng ta sẽ thấy này. Trong công thức của Poisson ấy thì có giá trị nguy và không có N, độc lập N đâu, không có số lần thử nghiệm. Người ta bảo là áp dụng cho trường gì N đủ lớn. Tại sao N đủ lớn? Đấy, tại sao N đủ lớn và tại sao nguy lại có giá trị không đổi? Nhiều người không hiểu rõ cái nguy có giá trị không đổi nghĩa làm sao ạ? Thì thầy đi trả lời cho cái câu hỏi là nguy có giá trị không đổi nghĩa làm sao trước. Để muốn hiểu nguy có giá trị không đổi nghĩa làm sao, chúng ta vòng về những cái thứ mà nó cũng đơn giản thôi. Và chúng ta đã làm quen với nó từ hồi học phổ thông. Giờ thầy xóa cái bảng cho nó đỡ mờ nhé. Chúng ta vòng hơi xa một chút về hồi học phổ thông, ở những bài toán xác suất đầu tiên. Chờ thêm một chút nữa. Alo. Không phải, chỉ nhầm máy. Chúng ta trở về với nội dung của bài học nhé. Đâu rồi? Đó. Nó đã dễ nhìn hơn chưa nhỉ? Chúng ta xét cái trường hợp tung đồng xu. Cái mục đồng xu được thiết kế cân đối và đồng chất. Khi chúng ta tung nó lên thì có thể xuất hiện mặt sấp hoặc là mặt ngửa. Và chúng ta vẫn bảo rằng là xác suất để xuất hiện mặt sấp là 50%, xác suất để xuất hiện mặt ngửa là 50%.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta tung cái đồng xu lên hai lần thì một lần được mặt sấp, một lần gỡ, không phải vậy. Có những lúc mà chúng ta tung đồng xu đến tận 10 lần, cả 10 lần đều sấp. Hoặc là thậm chí chúng ta có thể tung đến 20 lần, có thể là cả 20 lần đều ngửa. Ở đây là đồng xu cân đối và đồng chất, không có được thiết kế mặt này nặng hơn mặt kia không. Nhưng mà xác suất cái bảo là 50% sấp 50% ngửa không đảm bảo chúng ta là một nửa trong số lần chúng ta tung lên là sấp một nửa là ngửa, không, không có cái chuyện đó. Có thể là trong số những lần chúng ta làm thực nghiệm đấy thì số lần sấp sẽ nhiều hơn số lần ngửa hoặc ngược lại. Và các nhà khoa học thì họ kỳ công lắm, thì thầy không nhớ tên nữa, nhiều dữ kiện quá thầy không nhớ tên nữa, họ và không nhớ con số nữa. Họ làm thực nghiệm rất rất nhiều lần và nhận ra cái chuyện này, đấy là khi tung đồng xu ấy thì rất rất nhiều lần thì xác suất tỷ lệ số mặt sắt là bằng 1/2, tức là 50%, và xác suất còn mặt ngửa sẽ là 1/2. Người ta thống kê lại cái số lần mà xuất hiện mặt sắt và số lần mặt ngửa thì nhận thấy là khi số lần làm thực nghiệm càng lớn thì cái tỷ lệ mặt sắt và mặt ngửa càng tiến đến con số gần với 50% nhé. Trong một cái phạm vi nhỏ nhỏ thôi, chúng ta tiến hành in ít cái thực nghiệm thôi thì không được. Ví dụ em làm 10 lần thực nghiệm chẳng hạn, có thể là xảy ra 7 lần sấp và chỉ có 3 lần ngửa thôi, chứ không phải là 50-50. Nhưng mà nếu em cứ tung đồng xu rất nhiều lần và em ghi lại kết quả, em thống kê lại những số lần xuất hiện mặt sấp, số lần xuất hiện mặt ngửa, thì em nhận thấy là em thực nghiệm càng nhiều. Cái này em làm được, cái này em làm được, nhưng mà hơi tốn công, tốn thời gian một chút thôi. Em cứ tung đồng xu lên rồi ghi lại số lần sấp, số lần ngửa, em sẽ thấy càng làm nhiều lần thì cái tỷ lệ giữa mặt sấp và mặt ngửa càng gần đến con số 50% nhé. Đây là cái trường hợp thứ nhất. Ta xét sang cái trường hợp thứ hai. Đây là trường hợp 1 đây. Xét sang trường hợp 2. Đây là câu chuyện sinh con. Thì một đứa con sinh ra thì có thể là con trai hoặc con gái, thì chúng ta không xét đến cái giới tính thứ ba. Thế thì sở dĩ sinh được con trai là bởi vì cái giao tử tạo ra từ cái tế bào tinh trùng là có hai loại mang cái nhiễm sắc thể được ký hiệu một cách ngắn gọn là X hoặc Y, trong khi đó ở nữ thì chỉ có X thôi, giao tử của nó chỉ có trứng tách ra chỉ có hai cái giao tử là X. Thế thì sẽ dẫn đến cái tỷ lệ là dẫn đến cái câu chuyện là tinh trùng vừa gặp trứng một cách ngẫu nhiên. Thế thì khi X của nam gặp X của nữ thì tạo ra con gái, sinh ra con gái, hợp tử sẽ là mang giới tính nữ, đúng không? À, khi mà X của nữ mà gặp giao tử ở tinh trùng là Y của nam thì sẽ sinh ra con trai. Và vì cái tỷ lệ XY sinh ra từ tinh trùng là 1:1, 50%, 50%, cho nên là về mặt lý thuyết tỷ lệ sinh con trai cũng là 50% và tỷ lệ sinh con gái cũng là 50%. Tỷ lệ sinh con trai là 50% và tỷ lệ sinh con gái cũng là 50%, đúng không? Đấy, cho nên trước khi sinh một đứa con thì người ta dự đoán là 50% khả năng là con trai và 50% khả năng là con gái. Nhưng điều này không có nghĩa là khi chúng ta sinh ra hai người con thì sẽ có một người con trai, một người con gái. Vì thậm chí có những trường hợp sinh 8 người con thế gặp rồi, cả 8 đều là trai. Có những trường hợp sinh 7 người con và cả 7 đều là gái, chứ không có 50% trai, 50% gái, không có. Cái tỷ lệ 50% ấy, nó chỉ là thứ nhất, tính trên lý thuyết. Đây là cái tỷ lệ mà đúng về mặt lý thuyết. Đúng với bản lý thuyết. Và nó cũng đúng trong một cái trường hợp nữa,
là quy mô thực nghiệm lớn. Nó đúng, thứ nhất là về mặt tính toán theo lý thuyết. Nó đúng thứ hai là khi chúng ta xét nó trên một cái quy mô đủ lớn. Thì lấy ví dụ này, nếu xét trong phạm vi một gia đình thì có những trường hợp một trai một gái, nhưng có những trường hợp tỷ lệ trai trội hơn so với gái hoặc ngược lại. Nếu mà sẽ mở rộng cái quy mô đó ra một cái con phố, thì em thử quan sát bằng trực quan thôi, thì em cũng thấy là cái tỷ lệ trai với gái nó đỡ chênh lệch hơn so với xét trong phạm vi một gia đình. Và khi mở rộng ra cả một cái phường thì cũng nhận thấy là bằng trực quan thôi. Nếu mà kỳ công thì chúng ta thống kê, đi tìm con số thống kê. Mà nếu không có con số thống kê, chỉ bằng quan sát thường thôi, chúng ta cũng nhận thấy tỷ lệ trai và gái nó gần gần với nhau. Và khi xét trên quy mô càng rộng thì tỷ lệ trai và gái càng tiến sát đến con số 50-50. Tất nhiên là ở đây chúng ta phải bỏ qua một số cái yếu tố, ví dụ sự lựa chọn giới tính. Thì có cái chuyện là lựa chọn giới tính dẫn đến cái sự chênh lệch về tỷ lệ nam nữ trên một quy mô rộng, đúng không? Đấy. Rồi bỏ qua một cái yếu tố nữa là gần đây có cái chuyện là người ta nghi ngờ, khoa học chưa chứng minh được rõ ràng, nghi ngờ là có những ảnh hưởng của hóa chất, ảnh hưởng của nọ kia, của thói quen sinh hoạt của con người ở thời hiện đại mà dẫn đến như ở Việt Nam chúng ta đang có cái tỷ lệ trai trội hơn so với con trai, tỷ lệ trội hơn so với con gái. Chúng ta tạm thời bỏ qua những cái yếu tố đó vì nó phức tạp quá nhá. Nhưng bây giờ chúng ta xét thuần túy thì một lẽ tự nhiên thôi, thì xét về mặt lý thuyết tỷ lệ con trai sẽ là 50, tỷ lệ con gái cũng sẽ là 50, nhưng ở trong phạm vi nhỏ thì không đúng, và mở rộng cái phạm vi đó ra càng lớn thì cái tỷ lệ 50-50 càng đúng. Cục bộ trong một hai gia đình không đúng, cục bộ trong một khu phố cũng không đúng, nhưng mà xét ra phường, ra quận, ra thành phố và ra quy mô con số thống kê của một quốc gia thì tỷ lệ đó sẽ là sát đến 50-50. Khá không? Đấy. Ok chưa? Cho nên cái công thức của Poisson sử dụng nguyên uy, tức là sử dụng cái giá trị trung bình cộng ấy, không phải là cái giá trị trung bình cộng trong một phạm vi hẹp, mà giá trị trung bình thống kê trong một phạm vi rộng lớn nha. Nguy trong công thức Poisson, ở đây thì cần ghi chú thêm, nguy bằng EAX bằng giá trị kỳ vọng của X trong công thức Poisson. Trong công thức của Poisson là giá trị được tính trong một cái số thực nghiệm rất lớn, cho cái số thực nghiệm lớn hoặc thậm chí rất lớn nhé. Đấy. Và nó có giá trị không đổi, cũng giống như cái chuyện là tỷ lệ sinh con trai con gái này nhá. Từ cái số lần thực nghiệm rất lớn, từ cái số lượng người rất là lớn thì chúng ta mới bảo là xác suất 50% nam, 50% nữ. Và trong phạm vi rất lớn thì chúng ta mới tính được theo cái lý thuyết N nhân với B viết ra cái số con trai trung bình là bao nhiêu, số con gái trung bình là bao nhiêu. Hay một cái tình huống dễ hiểu hơn và sát với thực tiễn hơn, đấy là tình huống số 3. Tình huống số 3 đấy là năng lực sản xuất của một nhà máy. Năng lực sản xuất của nhà máy nhé, năng lực sản xuất của nhà máy. Thế thì một nhà máy thì khi thì xin lỗi, thì hơi ho một chút. Ở một nhà máy khi mà tạo ra sản phẩm đấy, sản xuất ra sản phẩm thì mỗi sản phẩm sản xuất ra sẽ có hai cái kịch bản, hoặc là bị lỗi hoặc là bình thường. Tức là khi một sản phẩm ra đời sẽ
rơi vào một trong hai trạng thái là lỗi hoặc không lỗi. Thì dẫn đến một sản phẩm sẽ có hai cái kịch bản xảy ra, hoặc là sản phẩm đó bị lỗi, điều này xảy ra với xác suất là P, hoặc sản phẩm đó không lỗi, điều này xảy ra với xác suất là 1 chữ P, hoặc là bị lỗi thì xác suất là P, hoặc là không bị lỗi. Vậy đây là hai cái biến cố gì? Đối lập. Và mỗi lần một sản phẩm ra đời thì được coi như là một cái thử nghiệm, và nó xảy ra một trong hai biến cố đối lập với nhau. Lỗi và không lỗi là một trong hai biến cố đối, là hai cái biến cố đối lập với nhau, phải không? Đấy. Cho nên thằng này P thì kia là một chữ B. À, nếu thống kê trên phạm vi đủ lớn, nếu số sản phẩm mà nhà máy này sản xuất ra với số lượng lớn, đủ lớn, thì suy ra là giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên bằng số lần thử nghiệm nhân với xác suất, nó là cái gì đây? Nó chính bằng số sản phẩm bị lỗi, cái này bằng ly này, và bằng số sản phẩm bị lỗi. Đúng không? Nó bằng số sản phẩm bị lỗi. Số sản phẩm trung bình bị lỗi, lỗi là bao nhiêu? Thế thì khi mà nguy lớn, khi mà số sản phẩm đủ lớn, số lần là thực nghiệm đủ lớn, thì nguy này nó là số sản phẩm bị lỗi trung bình của nhà máy, và nó thể hiện được, nó đại diện cho cái năng lực, con số này đó, nó thể hiện được cái năng lực, cái phẩm chất của nhà máy đó. À, lúc đó nguy thể hiện năng lực và phẩm chất của nhà máy. Đấy, lúc đó nguy mới thể hiện được năng lực và phẩm chất của nhà máy. Chứ còn đến bên trong một cái quy mô nhỏ thôi, cũng cái nhà máy đó, ví dụ vậy, họ sản xuất 10 sản phẩm, trong đó có tới tận 5 sản phẩm bị lỗi, thì quy mô thực nghiệm nhỏ quá, nó có thể hiện đúng được cái năng lực của nhà máy đó không? Nhà máy gì mà tệ thế, sản xuất ra 10 sản phẩm thì lại có 5 sản phẩm bị lỗi à? Đấy, không được. Hoặc là có khi là chúng ta chỉ xét quy mô nhỏ thôi, là có 2 sản phẩm, thế một sản phẩm bị lỗi, năng lực sản xuất của nhà máy rất tệ quá, 50% số sản phẩm bị lỗi cả, không đúng. Con số trung bình nguy ở đây muốn thể hiện được rõ cái năng lực, cái phẩm chất của nhà máy đó có tốt hay không, cái máy đó có tệ hay không, thì phải thống kê trên một số lượng đủ lớn. Khi thống kê trên số lượng đủ lớn, ví dụ một cái nhà máy nào đó chẳng hạn, nó sản xuất là 1.000 sản phẩm mà có 4 sản phẩm bị lỗi thôi, thì tỷ lệ có 4/1.000, chứ không phải 4%. Trong 1.000 sản phẩm làm ra thì có 4 sản phẩm bị lỗi. Nhưng bởi vì mỗi lần sản xuất ra ấy, nó là một cái chuyện bị lỗi và không bị lỗi, nó là một câu chuyện ngẫu nhiên. Nó là câu chuyện ngẫu nhiên. Thế nếu như mà chúng ta lấy ở trên quy mô hẹp, 50 sản phẩm thôi, thì có 4 sản phẩm bị lỗi thì 40% bị lỗi cả. Nhà máy này tệ quá. Đánh giá như vậy là không chính xác về cái năng lực, về cái phẩm chất của cái nhà máy này. Thực tế nó tốt hơn, cả 1.000 sản phẩm làm ra mới có 4 sản phẩm bị lỗi thôi. Vô tình mà chúng ta lấy 10 sản phẩm mà gặp phải 4 sản phẩm bị lỗi mà chúng ta đánh giá cái phẩm chất của nhà máy đó là không công bằng. Cho nên số lượng thực nghiệm phải gì? Phải đủ lớn. Thì lui lúc này mới có ý nghĩa. Và vì thế người ta biết bảo lui là cái không đổi. Nó đại diện cho cái phẩm chất của nhà máy đó. Và giữ cái thực nghiệm phải đủ lớn, chúng ta mới được phép sử dụng giá trị trung bình để tính xác suất. Đấy. Thì qua cái giải thích ở cái tình huống này, nó giúp chúng ta hiểu tại sao lại cần N đủ lớn thì mới được sử dụng nguy.
Và tại sao trong công thức của voi sông lại có nuôi, lại có giá trị trung bình? Chúng ta xét sang cái tình huống thứ tư. Tình huống thứ tư. À, ví dụ như ở cái câu chuyện xác suất nữa, đấy là câu chuyện ví dụ như kiểu là các dây cáp quang nó đi ngầm dưới biển chẳng hạn, thì bị con cá ví dụ như cá mập các thứ nó cắn đứt. Thế người ta có thể lập cái hàm phân phối để tính xác suất cá mập cắn đứt cáp quang. Và cáp quang đường dây cáp càng tệ thì nó càng dễ bị đứt, và càng tốt thì càng ít bị đứt. Thế thì nếu như xét trong một cái khoảng thời gian trường hợp nhé, đứt dây cáp quang người ta cho đi dưới biển đấy. Thế thì nếu như mà xét trong một cái phạm vi khoảng thời gian đủ dài, thì cái tần suất xuất hiện cái dây cáp quang đó, đứt dây cáp quang đó, nó thể hiện cho cái dây cáp quang đó có bị tốt hay không, có tốt hay không. Còn nếu chưa xét trong khoảng thời gian ngắn thôi, ví dụ như có thể lần này bị đứt nhá, cái vài hôm nữa lại bị đứt, ôi gì mà nó hay bị đứt thế, cái dây này tệ thế, phải đấy, không đúng. Hay nhiều tình huống khác, nữa mà nếu xét trong phạm vi hẹp nó không phản ánh đúng, mà phải xét trong phạm vi thời gian đủ rộng nó mới phản ánh được đúng hay không, phải không? Đấy. Hay là câu chuyện nữa như là về thống kê nữa, ví dụ như kiểu là để đánh giá một người có chăm đi lễ nhà thờ hay không chẳng hạn. Vì chúng ta có hai lần chúng ta bắt gặp được người đó đều đi lễ nhà thờ cả. Gặp người ta và đều thấy người ta đi lễ nhà thờ cả, ở sông này chăm thế. Có chính xác không? Không đâu. Vì chúng ta mới xét trong phạm vi có hai buổi gặp họ, vô tình gặp tất cả hai lần họ đều đi lễ nhà thờ về cả. Nhưng biết đâu đấy, cả năm vừa rồi họ đi có hai lần. Thì sao gọi là chăm được? Vô tình mà cả hai lần chúng ta gặp họ thì đều là hai lần và họ đi lễ nhà thờ về, nhưng cả năm vừa rồi có hai lần vậy thôi, thì đó là người cực lười chứ, phải không nào? Đấy, phải là gặp họ rất nhiều lần, và trong đó có nhiều lần bắt gặp được họ đến nhà thờ thì mới đủ kết luận là họ là người chăm đi lễ nhà thờ. Còn nếu vô tình gặp họ hai lần thôi, cả hai lần đều thấy họ đi lễ nhà thờ về, thì không đủ cơ sở để kết luận là người này đi chăm đi lễ nhà thờ đâu. Không. Vô tình cả hai lần đó thì... Nhá. Cái giá trị trung bình nó chỉ đúng cho phạm vi rộng, phạm vi thử nghiệm nó rộng, nó lớn. Thế thôi. Câu chuyện thứ ba nữa, câu chuyện nữa chẳng biết là thứ mấy. Đây là trong công thức của Poisson. Thì chúng ta vẫn bảo điều kiện để áp dụng Poisson đấy là B đủ nhỏ. Bảng đấy chỗ thôi, thầy không xóa nữa, thầy biết. Và thường nhỏ cỡ hơn 10%. Tại sao lại B phải đủ nhỏ? Đây là điều kiện bắt buộc mới được áp dụng Poisson mà. Không phải đâu. Bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta sử dụng công thức của Poisson trong cái trường hợp mà số lần thử nghiệm phải đủ lớn. Và xét cho những cái tình huống ví dụ như là năng lực sản xuất của một nhà máy. Thì một cái nhà máy thì thông thường cái sản phẩm xác suất để một sản phẩm bị lỗi nó nhỏ thôi. Chứ cái nhà máy mà có xác suất bị lỗi nó lớn quá thì không, thì mà máy đó tệ quá chắc là khỏi phải tính toán chi, đúng không? Cho nên thông thường là P khi áp dụng công thức Poisson là cho những tình huống thực tiễn mà có xác suất nhỏ, P nhỏ, xảy ra biến cố P nhỏ. Thì đấy là cái điều mà theo kinh nghiệm thường gặp, chứ không phải là bắt buộc. Vì rõ ràng là chúng ta cũng có thể áp dụng công thức Poisson. Ví dụ ở một nhà máy P là xác suất bị lỗi, thì 1 trừ P là xác suất sản phẩm không lỗi. Nếu như áp dụng công thức Poisson cho trường hợp là sản phẩm không bị lỗi, nhưng thì nếu xác suất để sản phẩm bị lỗi nhỏ thì xác suất không bị lỗi sẽ gì? Sẽ lớn. Và chúng ta có quyền áp dụng công thức Poisson cho trường hợp này chứ,
để tính sản phẩm không lỗi chứ. Phải không? Cho nên cái câu chuyện B nhỏ hay B lớn không phải là câu chuyện bắt buộc. Thì một số tác giả của trường đại, của một số trường đại học đã viết là điều kiện áp dụng cho nó là P phải nhỏ, đấy là cái điều không thực sự chính xác. Nhá. Rồi, thì hy vọng là qua cái clip này, qua cái sự phân tích giảng giải đó, mặc dù là cũng khó đấy, nó cũng khó để có thể phân tích làm sao để nó thoát hết được ý. Nhá. Nhưng mà cũng hy vọng là một phần nào đó giúp em hiểu một cách rõ hơn sự khác biệt giữa phân phối nhận thức của Benoni và phân phối của Bison, giúp em hiểu cái sâu sắc hơn về phân phối Bison. Chúng ta kết thúc cái tiết học ở đây.